Hứa Hẹn Nghê bất ngờ nói yêu Trọng Hiếu, cộng đồng mạng bất ngờ về thái độ của nam ca sĩ. Vừa qua, Trọng Hiếu đã tổ chức live show tổng kết chặng đường 8 năm hoạt động âm nhạc của mình. Đêm nhạc bất ngờ có sự xuất hiện của hoa hậu Hẹn Nghê. Cô bước lên sân khấu và chia sẻ về những kỷ niệm giữa cô và Trọng Hiếu. Trên trang cá nhân của Trọng Hiếu, mới đây anh đăng tải đoạn clip khi anh cùng Hẹn Nghê trò chuyện trong đêm nhạc này. Cụ thể, Trọng Hiếu đã mời Hẹn Nghê lên sân khấu để tương tác với mình. Sau màn biểu diễn cùng nhau, Trọng Hiếu đã hỏi Hẹn Nghê rằng Hẹn có muốn nói gì với Hiếu không? Thì nàng hậu liền đáp lại rằng yêu Hiếu nhiều khiến khán giả bùng nổ. Hẹn Nghê chia sẻ thêm, Hiếu lên sân khấu lúc nào cũng bùng nổ hết và điều đó thật sự truyền cảm hứng cho Hẹn. Hiếu lúc nào cũng nỗ lực, quyết tâm và dễ thương, sâu thẳm bên trong Hẹn rất thích nói chuyện với Hiếu vì cả hai thường cùng nhau tham gia các hoạt động của UNICEF. Trọng Hiếu và Hẹn Nghê được biết đến là cặp đôi bạn bè thân thiết trong showbiz Việt. Cặp đôi đã nhiều lần đồng hành cùng nhau trong những dự án thiện nguyện và công tác xã hội. Bên cạnh đó, Hẹn Nghê cũng là một nhân vật không thể thiếu trong các đêm nhạc của Trọng Hiếu. Nàng hậu từng nhiều lần bày tỏ sự yêu thích dành cho nam ca sĩ bởi sự tự nhiên, phóng khoáng trong âm nhạc của anh. Live show vừa qua của Trọng Hiếu được anh chia thành 4 phần: Dance, nhảy, Love, tình yêu, Energy up, bật tung năng lượng và Inspiring, truyền cảm hứng. Cả khán phòng đã nhảy cùng Trọng Hiếu qua các phần trình diễn sôi động như Bước đến bên em là bà nội của anh, thú vị hơn vậy và cùng lắng đọng với những bản ba lát Con đường tôi, anh vẫn thấy, Yêu là. Trong gần 3 tiếng, nam ca sĩ đã dẫn khán giả đi qua các cung bậc cảm xúc với nhiều nụ cười và cả nước mắt. Đặc biệt, Trọng Hiếu gây ấn tượng mạnh mẽ khi hát live hoàn toàn và nhảy hơn 20 ca khúc liên tục mà vẫn đảm bảo chất lượng nghệ thuật từ phần nghe cho tới phần nhìn. Tại đêm nhạc, Trọng Hiếu cũng xúc động kể về gia đình, về người cha đã khuất của mình. Anh cũng thú nhận với người hâm mộ rằng bản thân đã thất bại 5 lần trong 8 năm theo đuổi sự nghiệp. Sau khi xem show về, nhiều fan đã chia sẻ đêm nay mất ngủ vì năng lượng mà Hiếu trao. Chúc mừng Trọng Hiếu, live show đã thành công rực rỡ và vỡ òa cảm xúc. Hiếu đã làm chúng mình khóc. Anh 10 điểm không có nhưng, thật tuyệt vời và cảm động. 3 tiếng mà không một phút giây nào thấy mệt, chỉ thấy vui thôi. Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên tại Đức trước khi về Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật và trở thành quán quân Việt Nam Idol 2015, nam ca sĩ đi đầu phong cách unisex tại Việt Nam. Thực hiện những sản phẩm giàu tính sáng tạo, từng cho ra mắt các MV thú vị hơn vậy, Người bay, anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm yêu mến của công chúng. Hẹn Nghê sinh năm 1992 là một hoa hậu, người mẫu, huấn luyện viên và giám khảo sắc đẹp tại Việt Nam. Cô được biết đến là người dân tộc Ede và là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện họa hoàn vũ Việt Nam. Năm 2018, Hẹn Nghê đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi họa hoàn vũ và xuất sắc lọt vào top 5 chung cuộc. Cô cũng là đại diện Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng danh hiệu Timeless Beauty vẻ đẹp vừa thời gian 2018, đồng thời lọt top 10 hoa hậu của các hoa hậu 2018. Hẹn Nghê cũng là một trong số ít những nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Còn nhớ sau khi đăng quang cuộc thi họa hoàn vũ Việt Nam 2017, cô đã giữ đúng lời hứa sẽ dùng tiền thưởng để làm từ thiện và đóng góp vào các hoạt động của buôn làng. Kể về cuộc sống của người dân Ê Đê, Hẹn Nghê từng gây xúc động. Người Ê Đê chúng tôi suy nghĩ rất đơn giản và theo truyền thống xưa nay là phụ nữ không cần học cao, đến tuổi 15-16 là có thể lấy chồng. Do đó số lượng các bé gái có nguy cơ bỏ học để lập gia đình là rất cao và mong muốn lớn nhất của tôi là có thể thực hiện nhiều hoạt động về giáo dục cho trẻ em, đặc biệt là các bé gái người dân tộc, giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn.